Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Dòng chảy cuộc đời. Quý vị thân mến, người giỏi mưu tính hoạch định thì ắt có kế hoạch. Việc nên làm hay không nên làm, lợi hại chiếm bao nhiêu phần, tất cả đều tính toán đâu vào đấy, không thể tùy tiện. Cho dù là những chi tiết nhỏ vặt vãnh cũng không bỏ qua, nếu không, mũi tên đã bắn ra thì không thu về được. Sự việc đã triển khai rồi mà thu hồi lại thì đa phần là tổn thất. Vì vậy, người trí tuệ đối diện với bốn sự tình sau thì họ chủ trương không mưu tính, nhưng ngược lại, người nhỏ nhen ngốc nghếch lại luôn luôn chăm chú vào. Vậy xem đó là bốn việc gì nhé. Thứ nhất, việc không nắm chắc. Không đánh trận không có chuẩn bị, không làm việc không nắm chắc. Biết rõ khả năng thắng rất thấp, thế thì ẩn mình rèn giũa một thời gian, đợi đến khi thời cơ chín muồi rồi tính tiếp. Một khi đã bỏ thời gian và tinh lực thì phải dốc hết sức mình. Còn biết rõ là không thể làm mà vẫn cứ cố làm, đại đa phần là không hiểu mưu tính hoạch định, lấy trứng chọi đá. Đó là người hoang dại, thô lỗ. Kết quả chỉ có thể là trứng vỡ nát mà đá chẳng mảy may hư tổn. Hãy xem chơi cờ, người trí tuệ biết tránh bại cục, tích trữ năng lượng, tích trữ nhiều tiêu hao ít. Đó mới là lý trí xử sự của người có trí tuệ. Thứ hai, việc hại người lợi mình. Mưu sự với người ta, bất kể đối phương đưa ra điều kiện ưu đãi có lợi như thế nào, dù là cả ngàn lạng vàng, nhưng tổn hại đến lợi ích của người khác thì việc này nhất định không được mưu tính hoạch định. Mưu tính hoạch định cần được dùng vào những sự việc đúng đắn thì mới có lợi cho mình và cho xã hội. Nhạn bay qua để lại tiếng kêu, người đi qua để lại thanh danh. Người trí tuệ không mưu tính cái lợi nhất thời mà hủy hoại thanh danh của mình. Người trí tuệ đặc biệt chú ý bảo vệ thanh danh, giống loài chim yêu quý bộ lông của mình. Những sự tình tự tư tự lợi, tổn hại lợi ích người khác, tổn hại lợi ích xã hội thì người trí tuệ nhất định sẽ từ chối tham gia. Đây chính là nguyên tắc làm người của người trí tuệ. Thứ ba, việc không thực tế. Tất cả sự việc nếu muốn thành công thì ắt phải có nền tảng thực tế, không thể chỉ dựa vào tưởng tượng suông. Mọi việc đều cần từng bước thực thi. Trước khi mưu sự, phải xem nó có tính khả thi hay không. Nếu hoàn toàn là ảo tưởng, không thực tế, thì chỉ là việc lòe người, để mọi người ca tụng mà thôi. Càng không cần phải mưu tính hoạch định, bởi vì đó chắc chắn là con đường cụt. Đây chính là năng lực phân biệt của người trí tuệ. Thứ tư, việc đối thủ làm rồi. Những sự việc mà đối thủ chúng ta đã bắt tay làm rồi, cho dù có lợi ích lớn cũng không cần mưu tính hoạch định nữa. Làm người cần có phong thái khí tiết quân tử, việc gì phải khổ sở tranh giành bát canh trong tay người khác. Khi đã thấy tính khả thi của việc đối thủ đang làm, vậy hãy khiêm tốn và vui vẻ chúc mừng họ. Hãy nghiên cứu cách suy nghĩ của người khác, học tập tinh thần phát triển của người khác. Việc này chính là yêu cầu bản thân trở thành một cao thủ học tập, chứ không phải là kẻ đi sau copy bắt chước. Người giỏi học tập sẽ luôn đi đầu trong sự nghiệp, còn người giỏi copy thì mãi mãi vẫn chỉ là bắt chước người khác, từ đó mất đi tinh thần sáng tạo của mình. Đây chính là chừng mực làm người của người trí tuệ. Có một câu cổ ngữ rằng, trí tuệ có được từ kinh nghiệm thực tiễn. Chỉ cần chúng ta dụng tâm đối xử với cuộc sống, thì chúng ta cũng sẽ trở nên càng ngày càng trí tuệ hơn, càng ngày càng có kiến giải độc đáo hơn. Khi chúng ta có năng lực nhận thức và phân biệt chính xác, thì chúng ta có thể mưu tính hoạch định kế hoạch, đánh giá được tính khả thi. Do đó chúng ta sẽ không làm những việc lãng phí biết bao tinh lực và thời gian mà chẳng nên công cán gì. Trong cuộc sống, chúng ta cần dũng cảm cự tuyệt những việc không thể mưu tính hoạch định. Nhất định không thể biết rõ là không được mà vẫn cứ cố gắng gượng cầu may rủi, vì có thể sẽ tạo ra những tổn thất to lớn, không gì bù đắp nổi. Lời nói là công cụ rất dễ dàng để phân biệt người khôn ngoan và kẻ ngốc nghếch. Lời có giá trị phải dành cho người có giá trị, vì từng câu nói đều thể hiện bản lĩnh cũng như sự tinh tế của mỗi người. Người khôn ngoan chỉ nói điều mình cần, kẻ dại dột luôn nói điều mình muốn. Muốn xem bản lĩnh của một người thì hãy lắng nghe xem họ có thường nói những lời này hay không nhé. Thứ nhất, không nói lời vô nghĩa là một loại mỹ đức. Có một anh chàng thường xuyên thao thao bất tuyệt từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn suốt cả ngày, khiến đồng nghiệp vô cùng ngao ngán. Khi bạn hỏi một câu, anh ta có thể trả lời từ chuyện Đông sang chuyện Tây, nói từ Nam ra Bắc, nói đến 1001 câu chuyện liên quan mà vẫn chưa bắt đầu nhắc tới trọng tâm.
hay khi bạn đang vội vàng tăng ca, anh ta xuất hiện bên cạnh, khi thì hỏi vấn đề này, khi thì nhắc vấn đề khác, rủ rê lôi kéo bạn buôn chuyện khắp công ty. Khi bạn bàn chuyện công việc, anh ta nói từ người này sang người khác, rồi lại vòng lại người kia, cùng với một đống đạo lý đao to búa lớn. Nhưng cuối cùng, kết quả đưa ra chỉ như sâu ông nọ chắp vào cằm bà kia. Nhà văn nổi tiếng người Đài Loan Kevin Chai từng nói rằng, giữa giỏi ăn nói và lải nhải lắm điều là cả một biển trời cách biệt. Ngồi cùng người ít nói một tiếng thì chúng ta có thể cảm thấy như hai tiếng vì sự nặng nề giữa đôi bên. Tuy nhiên, chỉ cần ngồi với người lắm điều 10 phút, ta đã cảm thấy mệt mỏi đáng sợ như cả thế kỷ. Mà điều đáng sợ nhất ở một người thích lải nhải lắm điều không phải do họ nói nhiều, mà là họ nói hưu nói vượn toàn những lời vô nghĩa từ chuyện này sang chuyện khác, không chỉ lãng phí công sức mà còn lãng phí của thời gian của những người xung quanh. Thứ hai, không buông lời cay nghiệt là một loại tu luyện bản thân. Bên cạnh chúng ta sẽ luôn có những người nói chuyện rất thẳng thắn và độc miệng, nhưng cứ tự cho mình là thẳng thắn bộc trực với người khác. Bộc trực hay thẳng thắn đều là những đức tính tốt, nhưng nó phải đi kèm với sự tinh tế và phải được nói ra trong một thời điểm hợp tình hợp lý. Trong những khoảnh khắc không thích hợp, lời nhanh mồm chính là cay nghiệt, sự ngay thẳng có thể trở thành vô duyên. Những người lịch sự và khôn ngoan luôn biết cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để tâm lý và cảm thụ của đối phương trước mỗi câu nói ra trong mọi tình huống. Người xưa đã có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, để chứng tỏ tầm quan trọng của việc đem lại cảm xúc thoải mái cho cả mình lẫn đối phương trong một cuộc trò chuyện là quan trọng đến cỡ nào. Thứ ba, không tùy tiện hứa hẹn thề thốt là một sự tôn trọng. Trong cuộc sống cá nhân riêng tư lẫn đời sống công việc, chúng ta thường hay tự đặt bản thân vào hoàn cảnh khó nếu có thói quen tùy tiện hứa hẹn trong bất kể tình huống nào. Nếu đó là những câu hẹn thông thường thì không sao, nhưng nếu đặt vào tình huống khó xử, ảnh hưởng đến lợi ích của một số bên liên quan, thì lời hứa của bạn có thể trở thành sự trói buộc, đem tới những ảnh hưởng bất lợi cho rất nhiều người và cả chính bản thân bạn. Lời hứa là thứ đại diện cho chữ tín, cho phẩm đức của một con người, không nên lấy ra đặt ở cửa miệng để rồi đánh mất cái uy của chính nó. Khi được giao công việc, người dân Đức có thói quen trả lời, tôi sẽ cố gắng hết sức, chứ không phải hứa hẹn như, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt. Họ luôn tránh đưa ra những lời cam kết có nguy cơ, nói trước, bước không qua. Thay vì liều lĩnh đánh đổi uy tín của mình, họ thà thận trọng trong từng câu nói, hạn chế đưa ra những lời hứa hẹn dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào để luôn giữ vững được niềm tin đối với bản thân. Trong cuộc sống cá nhân riêng tư lẫn đời sống công việc, chúng ta thường hay tự đặt bản thân vào hoàn cảnh khó nếu có thói quen tùy tiện hứa hẹn trong bất kể tình huống nào. Nếu đó là những câu hẹn thông thường thì không sao. Nhưng nếu đặt vào tình huống khó xử, ảnh hưởng đến lợi ích của một số bên liên quan, lời hứa của bạn có thể trở thành sự trói buộc, đem tới những ảnh hưởng bất lợi cho rất nhiều người và cho chính bản thân bạn. Thứ tư, không tranh chấp vì những chuyện nhỏ chính là một kiểu rộng lượng. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh được những khoảnh khắc nảy sinh xung đột, mâu thuẫn với những người xung quanh. Mâu thuẫn đó có thể từ to hóa nhỏ nhờ cách giải quyết xung đột khéo léo, nhưng nó cũng có thể từ nhỏ hóa to nếu cứ rơi vào những tranh chấp và cãi cọ không đâu. Cựu Tổng thống Mỹ Lincoln từng nói rằng, bất luận người nào có quyết tâm đạt thành tựu lớn đều không bao giờ chấp nhận lãng phí thời gian vào chuyện cãi cọ không đâu. Thật vậy, mỗi lần tranh cãi, chúng ta có thể xả giận nhưng lại đánh mất sự khống chế bản thân, gây ra những hậu quả xấu, ảnh hưởng đến cả lợi ích lẫn các mối quan hệ. Từ đó chúng ta để lại ấn tượng hẹp hòi và thiển cận trong ánh mắt của những người xung quanh. Thứ năm, ít nói lời thật lòng là một kiểu trí tuệ sáng suốt. Ngạn ngữ xưa có câu nói, giao thiển chớ nên thâm ngôn, với ý nghĩa khuyên bảo chúng ta không nên nói lời sâu xa thật lòng trong những mối quan hệ nông cạn và thiển cận. Hầu hết các cuộc khắc khẩu đều có thể xảy ra khi chúng ta nói những lời không nên nói với những người không quá thân quen. Cho dù đó là lời thật lòng thật dạ đến mấy thì cũng chỉ nên nói 7 phần, giữ lại 3 phần mà thôi. Với những người có mối quan hệ không tốt, lời càng đúng lại càng khó nghe và đương nhiên họ lại càng không thích nghe. Những lời có giá trị chỉ nên dành cho những người có giá trị. Đó mới là cách nói chuyện của một người khôn ngoan và bản lĩnh, không làm điều thừa thãi. Bạn muốn mãi là kẻ ngốc hay trở nên là người khôn ngoan tinh tế? Tất cả nằm ở quyền quyết định của các bạn. Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết ý kiến đóng góp của bạn nhé.
Và để không bỏ lỡ những video khác của kênh Dòng chảy cuộc đời, đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo bạn nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.